Chứ bây giờ đâu có bán được. Đó. Đó, trước trước M16 với cái M24 á, đó, cái súng nó cho là M24 với M16 đó. Cái súng mà game nó cho sẵn là M24 với M16 chứ súng gì. M24 trong mẹ Battleground bá phải liền ra. Vô đột kích là thành ghẻ. Súng ghẻ nhất nó cho M700 nó là khẩu M24 ở trong Battleground là chứ gì. Chỗ đó là khẩu M24 chứ còn gì nữa. Ủa, sao thằng Ban đi từ trong Red ra mà nó ăn Blue trước á. Tính làm gì á? Sao cheat lại chạy? Sao cheat lại chạy? Không đánh AD nó. Sao không cheat lại chạy? Sao ông Chitana là chạy? Ông đừng chạy là đập chết hết chúng nó rồi. Chả hiểu ông chạy làm gì nữa. Ông đập con Mifaton là chết hết rồi. Tóc biến đi. Đây nè, cú. Rồi, không đi được thằng Ban lựa. Thằng Ban không đi được con Asset luôn. Để nó sát farm luôn. Đấy mấy thằng nhóc.
À, cướp rừng của Nunu hơi khó. Nunu đi rừng lẻ. Nó mà tăng mắt quy nó clear rừng mát của mẹ nó lẹ. Sắp mặt lên rồi nha, anh xanh rồi nha. Sáng rồi, đủ mỏ nam rồng lửa luôn rồi kìa. Làm lẹ thì rồi, Nasus được farm free luôn. Nasus được farm luôn. Sắp mặt lên.
khó chạy quá, chạy đâu giờ? How to chạy, chạy làm sao đây? Nó sẽ được farm nãy giờ đó. Ôi dồi, có trăm quy gì à. Giỡn lên đập bể đầu. Rồi thằng này là AB này. Soraka bút không kịp. Soraka bút không kịp luôn. Ủa thì lẽ nó cho cái thiêu đốt vào một. Ừ. Tóc biến hả mày? Mua cái này chạy cho nó nhanh. Rồng thôi. Sometimes you gotta make a door. An enemy has been slain. Tạm biệt AD nhé. Chắc tao phải diệt mày. Bốc hơi nè. Rồi mày luôn á con chó này. Slain.
Trời ơi, để cái R vào mồm luôn. Này thì cười này. Tao lên tam hợp xong thì mỗi thằng một đấm. Ra đấm chích cụ thằng mít trước này. Thống làm sao mà được cái tao. Đấm ít có yếu lắm. Mà nó thằng quỷ mít pha tin không ra tôi giết thằng ban luôn cho rồi. Mít pha tin nó bắn đâu lắm. Nếu tao không ra là cho thằng ban bút thôi à. Này đam nó to lắm à. Lên cái kiếm đang cưa à. Mày điên. Mày bị điên à? Mày bị điên à? Mày có bị điên không? Đó, đánh nhau với AD tao. Ôi Nunu AB đi đánh nhau với AD. Điên nặng. Rồi thằng kích heo này chết đi.
Mày có bị điên không? Muốn chết à? Biết ai cầm vi không mà dám đụng đến anh? Cho bốc hơi một chút nhạc. Đâu anh điệp đó luôn. Top anh Baron. Vì đam mắc khỏe. Mày đang giỡn mặt với ai đấy, thằng nhóc? Sao thằng nhóc? Tao đục tao đấm mày luôn đó. Mấy nhóc. Trời ơi, mày giỡn mặt, chúng mày giỡn mặt với tao à? Tao đấm sấp mặt liền từng thằng luôn. Rồi xong thằng ban.
Để về hồi chiêu tăng đam bạn. Về hồi chiêu được 12 đam hết đâu. Ủa, đánh nhau đúng không? Rồi thì win luôn nè. Venga nó lên giáp lịch sĩ đó. Nó lên giáp lịch sĩ là đụng nhẹ cái là chết rồi. AD mày còn giáp hồi sinh nha, giờ hết giáp hồi sinh rồi nha. Thấy không nè. À, về hồi chiêu, lên được 513 đam, bán về hồi chiêu đi. Còn 500 đam, thấy không? Để về hồi chiêu là có lý do kìa. Cút hết lẹ lên. Cút hết ngay và luôn. Brand ra, ulti các kiểu. Rồi, hay lắm. Hay lắm, chết. Đều chết. Giết con Venga đi. Không giết con Venga là team mình thua. Cút về ngay. On Baron. Hời, tu ra là tu có tốc biến. Mà tu có tốc biến là thằng lìn mẹ mít nó bốc hơi. Một đấm không có nói nhiều. Nhà nó tan, nhà nắp cửa rồi boss nó phải đép kìa. Baron đi. Rồi chết thằng này. Rồi chết thằng Nunu rồi. Anh Baron. Easy win. Nè, yeah, tôi ra tôi đấm của Baron, mát không mẹ nó lẹ. Có flash này, cool. Has been
đập thằng mít mày ra bã luôn. Xém tí nữa ăn cái W thằng mít chết rồi. Ôi, tôi đấm thằng Nunu kìa. Chống. Đấm đâu là rụng hết ở đó. Đấm rụng nậu hết.